nó ra cỡ này nè. Đó. Nó ra cỡ này là kia cho gãy phân rồi nè. Gãy 20 15 của quả cầu lửa luôn nè. Đó. Thì bắt đầu tưới nước dần. Ồ, bông nè. Bông ngon lành luôn nè. Đó. À. Ngon lành cành đào. Đây cái bông nó ú nu luôn nè bà con ơi. Đây, đó bà con thấy bông ú nu luôn ha. Ra khá là nhiều luôn nè. Thì cái cây này thì kia dự kiến là khoảng tầm 4 trái 5 trái thôi, nhưng mà về cái tỷ lệ bông thì mình phải để trừ hao nha bà con ha. Mình phải để là cả chục bông ăn hơn luôn. Đây, những cái bông này nè. Đó, bông này nó mọc rồi nè. Mọc ú nu luôn nè bà con. Chắc ăn với bắp luôn rồi nè. Đó. Đây. Cái vàng bông này thì thôi là ok luôn nè. Đó, mà con thấy rồi, nhìn bông nè, bông này nó sáng rỡ luôn nè. Đó, đây. Ồ, ngon lành luôn nè. Đó thì cái vườn này phun ba cử, bốn cử rồi. Bốn cử phải không anh? Bốn cử. Bốn cử thì mình ba cử mình phun tạo mầm. Nha, và một cử thì phun cái dưỡng bông, dưỡng nụ. Đó. Đây, đó. Thì nó ra bông cái này nè bà con, nó ra hơi nhú hơi nhỏ hơn nạn tí là kia cho gãy phân. Nó ra cỡ này nè. Đó. Nó ra cỡ này là kia cho gãy phân rồi nè. Gãy 20 20 15 của quả cầu lửa luôn nè. Đó. Thì bắt đầu tưới nước dập vô, dập nước vô thì cái bông bà con thấy cái bông nó càng ngày nó càng to, nó càng bự nè. Bông nó rất lũ luôn, rất là đẹp. Đó, thì cái cây này để tầm khoảng có 4 trái thôi, 4 trái nhưng mà bông là mình phải để hơi số lượng hơi nhiều hơn. Nó chiếm tầm tỷ lệ khoảng gần chục bông nữa mình tỉa lại là nó vừa thôi, vừa là 4 trái là nó ok thôi. Đó. Phân này anh gãy được bao nhiêu ngày rồi anh Hùng? 10 ngày. Phân gãy được 10 ngày. Đó. Cái tỷ lệ ra bông này về so với trên vườn thì anh thấy tỷ lệ nó ra khoảng nhiêu trăm rồi anh? Ra 95%. 95% rồi ha. Còn là cây nó còn không đủ sức. Còn cây nhỏ nhỏ thì nó hơi si, nó ra chậm. Nó ra chậm thôi chứ. Nhưng mà vẫn ra luôn đúng không anh? Vẫn ra. Dạ. Đây những cây sung cây tốt nè, bà con thấy nè. Đó, tỷ lệ bông nó ra nó kéo nè. Rất là đồng loạt luôn. Đó. Đó thì nay mai thì kia cũng cho ảnh tưới cái xô kéo bông cộng với cái humic cho bằng gòn. Đó. Thì phân 20 15 thì chúng ta gãi 10 ngày thì bắt đầu ta tưới tưới cây sầu cái bông hay bà con ha, để giúp cho lại gì bông cho nó nhào ra để cho nó được tập trung hơn, cái tỷ lệ bông để cho nó lớn được đồng đều hơn, nó giờ nó ra gỗ hơn. Đó. Ra hết rồi bà con ơi. Trời ơi, cái cây này nè, ra mấy cái bông này thôi khổ chê luôn anh Hùng. Ô coi nè anh Hùng, ra vậy là ngon rồi, ngon lành đúng không? Dư luôn đó nhánh đó 3-4 nụ luôn rồi. À, rồi trên đây nè, đó ra trên đây nè, rồi ra trên kia nữa, rồi ra mép bên này nữa, rồi ra bên đây nữa. Ui nó ra thôi quá trời, ra dư rồi, dư lượng bông là ok rồi đó anh. Nữa sau này mình tuyển trái thì cho nó ngon lành luôn. Có lú luôn này, nó lú nhóc chân luôn nè. Cái này nước nó còn hơi ấy nghe anh tưới nước cho nó hơi ẩm tí nha. Cái này nó còn thấy còn hơi khô. Nó còn hơi khô. Nóng quá, sáng tưới dạ. Lượng nước nhiều lắm mà tới chiều là nó khô. Dạ, đây nè. Đó thì bà con thấy cái lượng bông như thế này nè. Quá trời ngon lành luôn. Đó. Nhưng mà cái đọt này bà con thấy nè, hầu như là cái đọt nó mướt lại thôi, gãy phân nó mướt thôi, nhưng mà cái đọt nó không có đi. Thấy nó chưa có đi đọt anh Hùng. Chưa. Chưa, là ok, ngon lành. Đây. Đó, mấy cây sung tốt bà con thấy cái bông nó thôi khổ chê đi. Đó, nó ra rất là dữ luôn, rất là nhiều luôn. Đó. Một cây tầm ra khoảng cỡ 10 bông rồi. Ôi nó coi này anh Hùng ơi, đó nó ra gì nè. Đó. Thì về cái quy trình làm bông thì kia đã chia sẻ cho bà con ta rất là nhiều video rồi. Đó. Thì đối với mít ruột đỏ và ảnh đô lá bầu thì kia sẽ sử dụng cái bộ tứ làm bông và cái bộ đâu tạo mầm. Bộ đâu tạo mầm thì kia có là gì, lân 89 và cái 10 60 10. Đó thì còn bộ tứ làm bông thì MKB 10 60 10 ra qua đồng loạt và cái lân 89. Đó thì chúng ta pha theo cái tỷ lệ theo từng thời điểm từng mùa nghe bà con ha. Đó thì phun ba cử.
đó, ba cử trong thân và ngoài lá thì chúng ta sẽ pha riêng. Năm nay thì ra cho pha riêng luôn, phun ngoài lá rồi chúng ta phun cái liều, cái liều nhất định luôn đó. Ở trong thân thì cái liều khác, chứ chúng ta không có phun giữa ngoài lá và trong thân theo như mỗi năm, thì cái tỷ lệ năm nay thì nói chung là nó không đạt đó. Thì cho nên là kia sẽ tách riêng ra đó. Thì bà con thấy cái tỷ lệ mầm nó ra nè, phải nói là ok luôn. Cây này cây tơ nha bà con ha, cây tơ thôi đó. Cái cây bự này nè đó, mình lấy cái cây bự này mình coi nó bông nó ra được nhiều bông rồi nè. Đây đó, còn thấy nó nhú rồi nè, đây nó nhú nữa nè, đó, cái bông này nó ú nu luôn rồi nè, đó, bên kia, đó, nó ra bên kia nữa, bên này nữa, ôi ôi ở đây nữa, ôi ôi quá trời nhiều anh ông ơi, dư rồi, dư lắm dư rồi, dư bông nhiều lắm rồi, dạ. Đó thì trên màn hình thì Kia có để lại hai số điện thoại bà con quan tâm ha, thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia, Kia tư vấn chia sẻ cho bà con ta. Đó, hoàn toàn miễn phí luôn về các khoa học cũng như là kỹ thuật cũng như là Kia đến tận vườn như này để chia sẻ cho bà con ta áp dụng cho cái vườn cây ăn trái, trong đó có cây mít cụt đỏ suy giảm đâu lá bầu để cho nó đạt hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ bông tỷ lệ trái để cho nó được đạt hiệu quả hơn. Đó, thì cũng có ngày gần đây ha, thì cũng có một số bà con cũng gọi điện thoại cho Kia, đó là cái năm nay á là áp dụng theo cái công thức phun tạo mầm của cái năm rồi đó, thì bà con lấy cái bài cũ bà con phun, thì năm nay lấy bài cũ phun là chất quốc rồi bà con ơi, nó không có ra đó, thì từ đó thì Kia mới tư vấn lại đó, để cho ảnh áp dụng theo cái công thức theo hiện tại theo hàng năm hàng mùa luôn đó, để cho ảnh phun lại đó. Bà con thấy nói chung là nó cũng đơn giản thôi chứ nó không có phức tạp gì cho mấy đó. Để ăn quan trọng là cái dinh dưỡng, cái dinh dưỡng và cái liều pha nó phù hợp là ok thôi bà con. Nó ra vậy là thôi uống nu luôn, chắc ăn như bắp luôn nè bà con. Nữa cái đầu là kia đưa cái dinh dưỡng kia kéo cái cuốn nó ra nè, kéo cái cuốn nó ra cho nó dài luôn đó. Cái cuốn nó dài cái trái nó mới được đẹp. Đó, nó ra hết hồn ra luôn rồi con. Đó, cái vườn này là ngàn cây nè, bà con thấy đẹp. Cái màu rất là đẹp luôn. Ồ, cái lá nè. Cái lá bà con bóp cái lá nó giòn thấy luôn. Từ đó thì cái lá đẹp, này cái lá đẹp nó không đi đọt cả bông nó ra mà con thấy nè, nó bông nó ra rất là nhiều luôn. Đó. Khá ok. Ở cái vườn này ở Thiên Hộ Tiền Giang đó, thì bà con quan tâm thì hãy gọi điện thoại cho Kia, Kia đến tận vườn cho bà con. Vườn Thiên Hộ thì Kia cũng ở đây đó, thì vô vườn bà con rất là nhanh, rất là gần luôn. Ôi đây nó gà nữa rồi nè đó, quá chừng ngon lành luôn, ngon lành cành đào. Mít ruột đỏ mà mình xử lý bông gì thì cái hiệu quả hiệu quả trái gì sao mà để trái được nhiều hơn. Mít ruột đỏ thì so với mít Thái thì Kia để trái nhiều lắm. Cây năm vụ đầu tiên những cây này khoảng 4 trái nè, khoảng 4 trái, qua năm sau thì để nhiều hơn nữa. Đây nó ra nó mọc rồi nè bà con, nhánh nhút thì bà con thấy ha, cành cái phải nói là ok luôn, nó rất là to luôn. Từ đó thì cái trái này lớn nó mới nhanh. Và mấy cây bự này nè, thử coi nữa nó làm sao bà con. Ôi mấy cây này còn dài dữ hơn mấy cây đẳng nữa. Đây à, nó ra bông rồi nè bà con thấy, hết hồng bông chưa, quá dữ luôn ha. Rồi thì Kia cũng xin tạm thuốc gieo đây, giờ hẹn quý con lại một gieo tiếp theo vào 18:03 hàng ngày ha quý con nha.